Thú vị đấy. Mắt tôi trói quá đi. Xin lỗi tớ đến muộn. Chào cậu. Phải tớ thấy cậu đến rồi. Hi. Không có ánh sáng. Tối quá. Sáng hơn đi. Ôi không, sao cậu dám. Tắt. Không, sáng. Tối. Sáng. Thôi nào. Không. Khoan, đây là đâu? Quả cam này chắc là sẽ ngọt lắm đây. Nhìn là biết. Wow, nhìn nó kìa. Này Madison, cậu phải xem cái này. Đang ngủ. Được thôi, cứ ngủ hết ngày đi. Ồ, giấy của mình nè. Ôi trời, tròn ghê. Nhìn trong cái rủi lại có cái may. Quan trọng nhất là tin tưởng vào quy trình. Lấy một viên phấn màu, rồi dùng ngón tay nhét ra. Đừng quên phần màu vàng nhé. Giờ thêm một mảnh khác và làm động tác tương tự. Hoàn hảo, lại nhét ra nè. Chuyển động hình tròn là chuẩn nhất, nó giúp tán màu thật đều. Giờ thì lấy mảnh giấy ra. Cứ tiếp tục như vậy nhé. Phấn màu này đậm hơn một xíu, bạn có thể tô đè lên đây. À ha, đoán đúng rồi. Lại nhét nữa. Sử dụng tông màu nóng như màu cam, tạo một nửa vòng tròn phía trên, tán với màu vàng bên dưới, cứ nhét như vậy đến khi đều. Sử dụng bút đen để vẽ các chi tiết như chim chóc, cây và hơn thế nữa. Đẹp quá đi mất thôi. Bạn còn có thể vẽ một chiếc thuyền nhỏ, người chèo thuyền nữa nè. Đáng yêu lắm phải không nào? Hãy nhấn like nếu bạn đồng ý nha. Cảm ơn. Vui quá đi mất. Ngủ ngon. Được rồi, vậy là đủ. Không được ngủ nữa Madison. Hả? Tôi đã mơ rất đẹp đấy. Bỗng nhiên tôi thấy tràn đầy hứng khởi. Chỉ cần chuẩn bị một chút là được. Tốt, và tô màu thôi. Mỗi phần chúng ta sẽ tô một màu khác nhau, thậm chí hai hoặc ba màu trong một phần. Hôm nay các sắc xanh dương sẽ lên ngôi. Tiếp tục nha, nhìn đẹp lắm nè. Và bạn biết điều gì tiếp theo? Nhất ra, nhưng lần này hãy sử dụng tam bông. Và hãy kiên nhẫn hơi lâu đó nha. Có công mài sắt, có ngày nên kim. Chưa gì đã thấy đẹp lung linh. Thổi bụi nè và bóc băng dính ra. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Bạn còn nhớ những ô trống đó chứ? Hãy dùng phương pháp tương tự ở đó và thêm màu hồng vào. Sau đó là thành phố Hòa Quyện. Gần xong rồi, cố lên nào. Sau đó lột băng dính ra. Sử dụng bút dạ màu trắng, tạo những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Bạn cũng có thể vẽ trăng lưỡi liềm. Khuôn vẽ cũng rất hữu ích đấy. Tán bằng ngón tay. Chút màu cam ở phần đáy đại diện cho vùng đất ở phía dưới. Hãy nhìn bầu trời đêm và đường viền thẳng tắp. Vậy là xong rồi. Bạn sẽ thích nó chứ? Oh yeah. Wow, đẹp đó nha. Màu này cưng xỉu. Ồ nè, mèo con ơi. Có chú mèo kìa. Dễ thương quá. Ồ, sao chói quá vậy? Tớ cần sáng để trang điểm thấy không? Nhưng hết cả mắt. Này, cậu làm đổ hết nước rồi. Cảm ơn nhiều. Ui da. Ôi trời. Sao lại có mèo ta? Thật là dễ thương. Và chiếc cọ này. Mà chờ một chút, mình có một ý hay. Mèo là con vật mình thích nhất và mình có thể vẽ đáng yêu hết cỡ. Bây giờ chỉ là nước nhưng cứ đợi xem. Nó sẽ tạo nên một tuyên bố mạnh mẽ. Bạn còn đó chứ? Tốt, thêm chút màu sắc vào đây. Nước làm loãng màu một chút và tạo nên kết cấu như lông thú. Tiếp tục di chuyển cọ vòng quanh. Ok là, tiếp theo bổ sung thêm cho kết cấu. Tất cả những đường nhỏ này sẽ tạo nên sự khác biệt lớn, dù việc này có hơi nhàm chán. Vẽ những đường nhỏ dưới đây và dùng màu đỏ cho đôi tai. Tác phẩm đang dần hoàn thiện rồi. Được lấy cảm hứng từ mèo con. Bạn có thích không? Các bạn rất thích luôn. Wow, mình làm gì được ta? Chắc chắn là phải độc đáo. Đầu tiên mình sẽ cạo lõi chỉ. Càng nhiều càng tốt nha.
Sau đó lấy tăm bông, dùng tăm bông để làm nha chi. Cứ xoay tròn như thế này và kéo ra hai chiếc tai nhọn vậy nè. Tăm bông đang tạo nên phép màu, không thể quên cái đuôi. Thổi bụi thừa đi nha và dùng bút chì để tạo ra ảo giác về bộ lông. Sau đó ta sẽ vẽ ria mép. Ồ, đáng yêu quá. Các bạn thấy sao? Các bạn thích phải không? Wow, tuyệt vời. Muốn đổi không? Ồ. Này, có gì trong đây? Một ngày mới nhỉ? 24 giờ mới cho những ý tưởng sáng tạo. Wow. Đồ dùng mới. Vẫn còn quá sớm mà. Úi chà. Có chuyện gì ở trong này? Chào gái. Kê cả khác không nào? Ồ, một chiếc lá mới. Mi làm được mái những bạn nhỏ. Ôi trời, tớ làm rụng rồi. Madison, đây, để tớ giúp cậu. Kê chỉ cần thêm một chút ánh nắng mặt trời. Thật không thể tin nổi. Đưa đây cho tớ. Đợi đã, không, đừng rơi xuống. Ừ. Hả? Nhưng nó mới tinh mà. Chuyện gì vậy trời? Madison, cậu nhìn kìa. Thấy không? Một con bướm. Ê, lá trông khá giống chiếc cánh. Mình có ý tưởng. Sử dụng lá để tạo nên một con bướm. Bạn có sẵn bút dạ màu trắng không? Hãy dùng bút để tô màu trên lá. Bước này sẽ hơi lâu nha. Nhưng một khi hoàn tất, hãy dùng màu xanh để tạo kiểu mới. Thêm màu hồng và vàng nữa. Màu trắng làm nổi bật các màu sắc khác. Vẽ các đường bằng bút đen. Cứ tiếp tục nha. Bạn có thể vẽ thêm nhiều đốm nhỏ. Càng lúc trông nó càng giống thật hơn. Hãy nhìn các họa tiết vui nhộn này. Đẹp ha. Quá trời like kìa. Yay. Chú bướm của tớ nè. Các bạn không thích à? Buồn quá đi mất. Thôi kệ đi. Mình sẽ vẽ thứ khác. Một chú bướm mới đẹp hơn nhiều. Và lần này mình sử dụng phương pháp màu nước. Bắt đầu dùng màu. Bạn có thể nhỏ màu vào. Nó sẽ tạo nên hiệu ứng lan tỏa rất hay. Đặc biệt là khi bạn thêm nhiều màu sắc hơn. Bạn có thể tạo ra kiểu loang màu nữa. Đẹp quá phải không nào? Y như hoàng hôn. Sau đó tô màu đen ở giữa nè. Rồi vẽ hai chiếc râu trên đầu. Hoàn hảo. Bây giờ vẽ một đường viền màu vàng, giúp cho đôi cánh trở nên rõ nét hơn. Và nó cũng làm cánh lấp lánh hơn. Bạn cũng có thể vẽ các đốm. Hãy sáng tạo với các đường có độ dày khác nhau. Ta-da! Đẹp quá đi mất. Nhìn thấy khác bỏ hẳn. Đúng không nào? Wow, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đây, nó thuộc về cậu đấy. Oh, sức mạnh của Pom Pom. Mềm như tớ vậy. Nhìn kìa. Wow, quá trời màu sắc. Này, không chia cho tớ à? Cao có thế. Thế hả? Cứ chờ đó mà xem. Sao lại có con dơ ở trong này? Chết nè. Ôi không, thật là lãng phí. Xin lỗi. Tớ sẽ xử lý việc này. Tớ chỉ cần cán phẳng chỗ sân này. Wow, đẹp quá. Bạn còn có thể dùng thẻ tín dụng để cán phẳng hơn nữa. Wow, các đường dòng đầy màu sắc. Lại là trong cái rủi có cái máy. Nhấn like đi nào. Thế hả? Mình có thể vẽ đẹp hơn như vậy. Nhưng mình muốn dùng nhiều màu hơn. Tất cả các màu sắc của cầu vồng. Và quét một vệt nước nè. Nhúng cọ cho thật đẫm. Vậy là bạn đã có công thức để tạo ra cầu vồng. Sẵn sàng chưa? Hãy xem nè. Đẹp lung linh luôn. Xong cả rồi. Các bạn thấy sao? Mọi người đều thích ha. Rất xứng đáng được đóng khung. Ôi trời, có quá trời đồ. Wow, hãy nhìn kìa. Chào cưng. Cậu có khỏe không?
cậu sẽ không tốn một xu. À, nhưng gấu của tớ đắt tiền cơ. Vậy thì hãy mua tớ đi. Wow, cậu đẹp quá. Mẹ ơi, mẹ ơi, cậu muốn con này. Cậu đang đùa tớ à? Cậu biết điều đó đau đớn thế nào không? À, chính là búp bê này. Ok, vậy thì lấy. Wow, cảm ơn chị. Rảnh lại ghé shop em nhé. Đi thôi con yêu, xe hơi đang chờ rồi. Wow, có thật nhiều đồ chơi. Xin chào. Anh đang đếm tiền. Xin lỗi, em sẽ im lặng. Mua đồ chơi gì nhỉ? Xin quá nè. Bao nhiêu cơ? Mình làm gì đủ tiền? Dậu rồi, Anh bán hàng ơi. Với ngần này, em mua được gì? Để anh xem nhé. Em đang đùa thôi phải không? Này, của em à. Sao anh ấy lại làm thế chứ? Đây là tiền tiêu vặt của mình. Mình đã để dành mãi. Đợi chút, có gì đó ở đây. Nó là búp bê và nó miễn phí. Wow, hôm nay mình hên ghê. Cậu sẽ về nhà với tớ. Đặt nó ở đây nè. Còn một việc nữa, cái kệ này cũng thật dễ thương. Đặt trong phòng tắm là hợp lý đấy. Thêm một câu động viên. Chào mừng cậu đến ngôi nhà mới. Cậu sẽ rất hạnh phúc ở đây. Hẳn cậu đã đói rồi. Sốt sô-cô-la ngon lành. Há to nào. Ôi không, mình đã làm gì? Làm dây bẩn lên váy rồi. Tớ rất xin lỗi. Chỉ có một giải pháp duy nhất. Tớ sẽ lau sạch cho cậu. Mà chờ một chút, có gì đó không đúng lắm. Chúng ta không có bồn tắm. Phải giải quyết ngay thôi. Tiền giải quyết được mọi vấn đề. Tôi cần dịch vụ giao hàng hỏa tốc. Wow, nhanh như chớp. Khoan, cái bồn này trông lạ quá. Chẳng hiểu gì cả. Phải mở nó ra. Thế này mới chuẩn chứ. Một chiếc bồn hoàn hảo. Mình sẽ đặt nó vào phòng tắm. Quá sang chảnh. Hãy đổ nước vào trong. Vẫn chưa đủ lắm. Mình biết còn thiếu gì. Trái tim dễ thương. Ok, bồn tắm đã sẵn sàng. Cậu sẽ rất thoải mái cho Kai. Wow, cậu có nhìn thấy không? Nhưng cậu không chỉnh tề lắm. Bẩn lắm nữa nè. Không thể lau sạch được. Đợi chút, tớ sẽ trà mạnh hơn. Trông còn tệ hơn đấy. Mình phải làm gì bây giờ? Mình đã nghĩ ra một ý hay. Đi theo tớ nào. Wow, bồn tắm đẹp đấy. Có vẻ cậu ấy đang rất thư giãn. Búp bê của tớ dùng nhờ bồn tắm được không? Chica, đừng mơ. Đi ra ngoài đi. Cậu ấy thật tham như mõ. Đừng lo, tớ sẽ giúp cậu mà. Chắc chắn phải có thứ mình dùng được. Chờ tớ một xíu nha. Một đồng xu vàng lấp lánh. Ôi wow, cảm ơn. Để xem chúng ta có gì. Không nhiều lắm. Mình sẽ đổ túi ra. Như thế mới biết có những gì. Chỉ có mấy thứ này thôi sao? Không ổn rồi. Ôi, gì đây? Cái này cũng được đấy. Mình có thể chế tạo gì đó. Và việc thôi. Trước tiên, mình sẽ gấp giấy thành hình tam giác. Tạo một nếp gấp nè. Bây giờ mình sẽ vẽ một hình tam giác nhỏ ở phía dưới. Mình có thể gập phần dưới lên. Rồi làm tương tự ở mặt bên kia. Thế này thôi. May mà mình đã học lớp gấp giấy nghệ thuật. Mình cũng khá tay ghê. Nhưng mình không gấp hạt giấy đâu. Tiếp tục nào. Mình đang gấp giấy mà. Mình sẽ gấp các cạnh vào. Chuẩn không cần chỉnh. Sau đó lại mở giấy ra. Vậy là đủ các nếp gấp cần thiết rồi. Bây giờ mình sẽ gấp tạo hình. Mình sẽ kẹp các mặt vào và tạo hình dạng của bồn tắm. Wow, trông cũng giống rồi nhỉ. Còn một mặt nữa cần gấp. Mình sẽ phải dán giấy cho chắc chắn. Dùng hồ dán thoa lên nè. Nếu không giấy sẽ dễ bung ra. Chừng đó là đủ rồi. Và hoàn thành nó thôi. Đặt tạm cái đó sang một bên. Mình đã cắt một dải giấy đìa. Rồi quặn nó lại. Quặn thật chắc tay cho chặt nè. Giờ thì bẻ nó một xíu. Đây sẽ là vòi nước. Xong rồi, đã có bồn tắm. Cậu thấy thế nào? Tớ biết, thật tuyệt. Dùng thử thế nào. Đặt ở đây có vẻ hợp lý đấy. Nó sẽ rất dễ chịu và ấm cúng. Nâng đủ ấm chưa? Khoan, sao tớ vô duyên thế nhỉ? Tớ sẽ để cậu đứng riêng tư. Cậu xong rồi. Sạch bong. Cậu lại xinh đẹp rồi. Và thơm nữa. Chúng mình đã làm rất tốt. Mọi người sẵn sàng chưa? Các nàng, hãy khởi động máy. 3, 2, chờ một chút. 1, chạy. Thế là điên rồi. Ôi không, đâm xe rồi. Cuộc đua rất kịch tính. Mình không thể rời mắt. Đó là cuộc đua quyết phân thắng bại.
Cậu thắng, cậu là giỏi nhất. Chúng tớ đua cùng được không? Gì? Không. Cậu có xe hơi không? À, thì không. Thế mà cũng đòi đua xe cơ đấy. Chúng mình chẳng bao giờ được chơi vui. Lại còn hết đồ ăn vặt. Nhưng tớ đã có một ý tưởng. Bắt tay vào việc thôi. Mình sẽ cắt mở hộp này, giờ thì gấp nó lại. Mình sẽ cắt một lỗ lớn ở giữa và các lỗ nhỏ hơn ở mặt bên. Tiếp theo mình sẽ sơn nó. Mình sẽ sử dụng màu hồng tươi này. Màu này đẹp xuất sắc. Mình sẽ phép sơn lên hộp, phủ một lớp mỏng đều. Ưng bụng quá đi. Giờ chờ cho sơn khô. Vẫn còn nhiều việc phải làm. Mình sẽ cắt hình bán nguyền bằng bìa cứng, rồi gấp phác mép lại. Vì sẽ làm bánh xe nha. Mình sẽ làm bánh xe và các lỗ ở hai bên. Cuối cùng mình sẽ trang trí cho xe hơi. Đây sẽ là capo này. Chúng ta sẽ cần đèn. Phải có đèn mới nhìn thấy đường chứ. Mình đã sơn màu hồng cho khoe gỗ, đặt lên nắp capo này. Mình đã làm ghế bằng một miếng bờ biển. Và đây sẽ là kính chắn gió. Đi thôi. Chúng ta phải thắng cuộc đua này. Cái gì thế? Xe của búp bê. Nếu cậu nói vậy, làm sao đọ được với xe của tớ? Xe của tớ siêu mạnh đó nha. Còn tớ có que kệ. Lên. Wow, chiếc xe chạy nhanh chưa kìa. Wow, hồi hộp quá. Đừng đụng vào tớ. Khoan, cái gì vậy? Tính mắt ghê mẹ con. Em đã làm rất tốt. Wow, búp bê trong rác. Đúng là như trong mơ. Cậu có trời bãi rác vậy à? Xem tớ thấy gì nè. Đó là búp bê á? Đây mới là búp bê. Wow, giống như một nàng công chúa. Nhưng búp bê của tớ có nhà. Leo. Ôi, cô gái hồn nhiên. Chống mắt lên mà xem này. Nó có trang thiết bị hiện đại nhất. Búp bê của tớ rất vui khi sống ở đây. Xịn hơn ngôi nhà biệt cứng của cậu. Ra là như thế hả? Chiến luôn. Chơi luôn. Bắt đầu thôi. Welcome home. Hả? Ở đây có hơi chật chội. Giàu có thật là sướng. Có thể mua những thứ tốt nhất. Thật không công bằng. Nhìn bộ quần áo của cậu mà xem. Vừa bẩn vừa rách nát. Ước gì tớ có thể mua cho cậu một chiếc váy đẹp. Chiếc váy này đẹp hút hồn luôn. Vì cậu xứng đáng. Cậu ấy chỉ đang khoe mẽ. Mình đã có cách rồi. Mình sẽ tận dụng áo len. Cậu đang làm gì thế? Cứ giả vờ như mình chưa thấy nhé. Mình nghĩ ra một ý hay. Mình sẽ cho búp bê vào trong tay áo. Không giống như mình tưởng tượng lắm. Hay là tớ quấn nó quanh người cậu? Không, còn xấu hơn. Cách này không hiệu quả. Chờ chút. Gì thế? Mình có thể sử dụng túi ni lông này. Yeah, ok là đấy. Đã đến lúc thay đổi diện mạo. Mình sẽ cắt túi thành hình chiếc váy. Rồi đặt túi lên trên búp bê nè. Mình sẽ buộc nó quanh eo. Wow, chiếc váy dễ thương xỉu. Cậu phải được lên sàn diễn thời trang. Cậu thật lộng lẫy. Eva, cậu xem nè. Hả? Cậu đang đùa tớ à? Điều này không thể xảy ra. Đây là tình huống khẩn cấp. Rất đúng lúc. Đây là chiếc váy mình muốn. Làm từ vàng nguyên chất. Wow, nó rất hợp với cậu đấy. Nhìn cậu cứ như ngôi sao điện ảnh. Đẹp quá đi. Nhìn qua đây đi. Kiểu gì cậu cũng thấy ghen tị cho mà xem. Wow, đẹp quá đi mất. Tụi mình nên tổ chức một bữa tiệc. Hả? Không. Đũa mất mà tròi mâm son. Thôi kệ đi. Khó quá đi mất. Quyết định nào. Cậu nên đeo đôi gì nào? Phải hợp với giày của tớ nữa. Đôi đó. Không. Cậu cần một đôi giày. Cậu có thích đôi tất của tớ không? Đừng để cái lỗ. Không biết giấu mặt vào đâu. Mong là không ai nhìn thấy. Phải giấu lẹ thôi. Tốt hơn rồi. Nhưng tớ vẫn phải tìm giày cho cậu. Tớ sẽ kiểm tra trong ngăn kéo này. Nên đeo lại khóa đôi đèn để trưng diện. Nhẹ. Thế ghê quá. Mình phải dọn dẹp thường xuyên hơn. Chà, không có lúc nào tốt hơn bây giờ. Mà chờ một chút. Biết rồi nè. Mình đã vẽ một hình oval trên miếng bạt biển này. Sau đó cắt nó ra. Mình sẽ làm tương tự với các miếng bạt biển màu khác. Kết hợp thật nhiều màu sắc. Tiếp theo mình sẽ xếp chồng lên nhau. Như vậy thôi. Mình sẽ dán thêm một miếng bạt biển xung quanh. Ok, đeo thử đi. Wow, vừa như in luôn. Bước đi xem thế nào nhé. Gái ơi, nhìn cậu lộng lẫy lắm. Vừa trang điểm vừa hữu dụng. Mình cũng muốn có một đôi. Này Eva, nhìn đôi giày đi. Mãi không chọn được. Hả? Wow. Đẹp hơn hẳn đôi giày cũ kỹ này. Bạn biết không, cuộc đời mình rất hoàn hảo. Chỉ còn thiếu một thứ.
Đợi đã, ai đó? Habababa, anh chàng đẹp trai này là ai vậy? Rất hân hạnh. Hey, em là Barbie. Còn anh là Ken, người yêu trong mơ của em. Wow, mình nghĩ mình yêu mất rồi. Cái này tặng em. Lãng mạn quá, anh đúng là dễ thương. Wow, em hôn giỏi quá. Ken, hình như chúng ta có em bé. Joko, anh sắp làm bố à? Anh chưa bao giờ hạnh phúc như vậy. Anh yêu em. Đừng quên bụng bầu nha. Sáng rồi sao? Ê Ken, dậy đi. Mình đã có những giấc mơ tuyệt vời. Họ làm phim về cuộc đời của em kìa. Anh không ngủ được chút nào. Ai đó ngáy cả đêm. Mình nghĩ đến lúc dậy rồi. Tóc mình trông như tổ quà vậy. Ê, anh thấy đúng không? Em lúc nào cũng xinh đẹp. Không sao, chúng ta sẽ xử lý. Có lẽ khó hơn mình nghĩ. Chúng ta có rắc rối lớn hơn rồi. Mình sẽ giả vờ như chuyện này không xảy ra. Mình không bỏ cuộc đâu, phải lột xác thôi. Yên nhé. Wow, nắng nhanh thế. Không sao đâu, anh biết anh đang làm gì mà. Ý là nhìn tóc anh nè. Em thề nếu anh làm hỏng, anh sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Shh, mình phải tập trung. Nhột quá. Thấy không, anh biết em sẽ thích mà. Mình phải cắt hết mớ tóc rối này. Mình luôn muốn làm việc này. Chỉ là không phải với tóc của mình. Anh sắp xong chưa? Được rồi, giờ mình cần bút 3D. Thử một kiểu mới nhé. Màu này đang rất là hot hiện nay đó. Mình sẽ dùng bút để làm các đường xoắn ốc thật khít. Em luôn muốn có tóc xoăn. Vậy thì hôm nay là ngày may mắn của em. Anh sẽ thêm nhiều sợi tóc trên đầu em. Em không muốn có chỗ nào hói đâu. Em phải giữ gìn danh tính chứ. Trông em thế nào? Rất xinh đẹp, như trước giờ. Để em xem thử. Wow. Thích quá. Có cảm giác em để tóc vàng lâu lắm rồi. Đã đến lúc thay đổi. Hoàn hảo luôn. Ken, anh thật tuyệt vời. Anh làm mọi việc vì em à. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Em phải cảm ơn anh thế nào đây? Biết rồi. Hay là chúng ta để kiểu tóc giống nhau đi. Lùi lại đi. Anh thích những buổi tối nằm xem TV. Cần gì xem không nhỉ? Đợi chút để anh xem. Hai tình huống, chán lắm. Biết rồi, chúng ta đi hẹn hò lãng mạn đi. Nghe hay đấy, anh sẽ đợi ở đây. Cái đầm này trông thế nào? Nó có làm bụng em trông to hơn không? Mẹ. Anh thích, trông em rất xinh. Không, em thấy to lắm. Phải đội bộ khác. Barbie, đợi đã. Bộ đồ thứ hai. Anh nghĩ sao? Tuyệt vời. Ups, phải cài nút lại. Có rắc rối rồi, không cài được. Nếu cố thì sao nhỉ? Mình đang ngồi lên cái gì vậy nhỉ? Có gì đó trong túi mình. Nãy giờ mình thắc mắc đó là mùi gì? Đợi chút, nói cho mình một ý tưởng. Em muốn trước tất hôi của anh à? Không may là thế. Mình có thể dùng được cái này. Đầu tiên mình sẽ cắt đôi chiếc tất. Mình sẽ cắt một đường ngay phía trên góc, không cần phần dưới. Giờ mình sẽ gấp phần trên của chiếc tất xuống, sau đó cắt một góc nhỏ, lật chiếc tất lại. Vậy làm tương tự với bên kia. Mình chỉ cắt một góc nhỏ. Đúng rồi đấy, để cái này sang một bên. Tiếp theo mình cần túi rác. Mình sẽ dùng túi màu hồng dễ thương này. Đặt một ngón tay vào giữa và gấp túi làm đôi. Mình muốn thật chính xác. Xoay cái túi một vòng. Keo của mình đó nhỉ? Mình sẽ bôi một đường keo mỏng dọc theo một cạnh. Như này, đủ rồi đấy. Nhúm đáy túi và gấp lại một chút. Mình muốn tạo thành những nếp gấp. Mình sẽ làm đến hết túi luôn. Mình muốn làm thành cây quạt. Đúng thứ mình cần rồi. Mình đã thiết kế xong đầm đi chơi tối. Giờ mình cần một miếng dính nhỏ. Mình sẽ để cái này ở một góc, rồi để phần còn lại ở phía đối diện. Vậy là có thể dán chúng lại với nhau. Mình sẽ kiểm tra xem có dính không. Không muốn bị rơi ra đâu. Như vậy sẽ xấu hổ lắm. Wow, em thích bộ đồ này. Rất thành điệu. Wow Barbie, em thật xinh đẹp. Đi ra phố thôi. Cuộc sống khá hoàn hảo, nhưng mình vẫn ghét làm việc nhỏ. Cảm giác như không bao giờ xong. Sót một chỗ. Mọi chuyện ổn chứ Barbie? Em đang đọc sách thôi. Em không nên ngồi dưới đất. Không sao đâu. Không được đâu, mình phải làm gì đó. Và mình có đúng thứ cần thiết.
đây là lúc mình tỏa sáng. Đầu tiên mình sẽ để miếng vải này lên một bề mặt phẳng, sau đó đặt miếng bọt biển vào giữa. Mình phải giữ nó cố định, rồi gấp miếng vải qua miếng bọt biển, nhưng chỉ một bên thôi. Sau đó lấy súng bắn keo, mình sẽ xịt keo dọc mép vải. Được rồi đấy. Sau đó gấp bên còn lại của miếng vải qua. Mình sẽ đè xuống để đảm bảo là nó dính, không muốn có nếp nhăn đâu. Giờ mình sẽ dựng miếng bọt biển lên, gấp miếng vải qua để tạo thành một đường nối, giống như gói quà vậy. Đây là một bài tập cho ngày sinh nhật của Barbie. Mình muốn tạo thành một đầu nhọn, sau đó xịt một ít keo, rồi kéo đầu nhọn thật chặt. Và cẩn thận, như vậy sẽ tránh bị lỏng lẻo. Thành công rồi nè. Tiếp theo mình cần thêm keo, mình sẽ quét keo xung quanh. Phải nhanh lên. Trước khi keo khô lại, mình sẽ để miếng bọt biển trên một tấm bìa lớn. Cần thêm vài tấm nữa, mình để lại một khoảng trống nhỏ phía sau tấm bìa. Mấy miếng bọt biển sẽ dựng thẳng đứng như này. Giờ mình sẽ quét keo dọc bên này. Mình cần làm thành ghế. Mình sẽ sử dụng những khối gỗ để làm. Barbie sẽ không cần phải ngồi dưới đất nữa. Mình khá hài lòng. Phải cho Barbie xem ngay mới được. Nặng quá, mình phải tập gym nhiều hơn thôi. Có vẻ đây là chỗ phù hợp nhất. Ê, Barbie. Hả? Anh làm sao? Thật chứ? Wow, anh giỏi quá. Wow, thoải mái ghê. Đúng thứ chúng ta cần. Lại đây, ngồi cạnh em nè. Đến đây. Barbie, không hay rồi. Đừng lo, anh sẽ chụp em. Chụp được rồi. Wow, anh hùng của em. Ê, đó là việc của anh mà. Đừng, đừng vào đó. Sao cô ấy lại làm thế? Hết chưa vậy? Chưa, còn ghê hơn đấy. Giờ chúng ta lại xem cái này nhỉ. Đợi chút, nhìn kìa. Anh chưa bao giờ thấy thứ gì đẹp như vậy. À, xin lỗi. Nhưng nó nhìn ngon quá. Em có đang nghĩ giống anh không? Kem. Anh đói quá. Đi mua một ít đi. Cửa hàng sắp đóng cửa rồi. Biết đâu ở đây có gì đó mình có thể dùng. Để nghĩ xem. Không có gì cả. Đợi đã, biết rồi. Cái này sẽ được nè. Nếu Barbie muốn ăn kem thì cô ấy sẽ có kem. Anh quay lại ngay. Mày đi với tao. Em muốn vị gì? Bạc hà thì sao? Mình sẽ để nó vào đây, sau đó đè cần gạt xuống. Nhìn ngon. Chảy nước miếng rồi nè. Mình nghĩ đủ rồi đấy. Phải làm thêm mới được. Barbie ăn cho hai người mà. Và cô ấy thích kem. Dâu, vị mình thích nhất. Mình muốn ăn ngay bây giờ, nhưng phải kiềm chế. Hai tô kem đến rồi đây. Hy vọng em đói, Barbie. Đây nè. Wow, kem ngon quá. Đưa cho em. Nhìn ngon thật đấy. Đợi đã, có gì đó xảy ra. Kem. Em bé đang ra sao? Nhưng còn kem thì sao? Con bé dễ thương quá. Mắt nó giống anh. Gia đình chúng ta hoàn chỉnh rồi. Đợi đã, em có ngửi thấy mùi gì không? Thật thích khi nghe thấy tiếng lộp cộp của bàn chân nhỏ xinh. Nhưng cuộc sống thay đổi rất nhanh, ngay cả khi bạn là một cô búp bê. Đâu là mẹo cho búp bê bạn thích nhất? Bình luận bên dưới cho chúng tớ biết nhé. Nhớ chia sẻ video với bạn bè và đừng quên đăng ký kênh để xem thêm nhiều video thú vị như này nhá. Hey bro, dừng lại ngay, để tôi kiểm tra đã. Không, anh biết quy định rồi đấy. Cấm đồ ăn và thức uống. Rồi sao cũng được. Đứng yên để máy quét đồ ăn kiểm tra nhé. Được rồi, cô vào trong được rồi. Khuất này nhiệt quá. Quẩy lên với chút snack thế nào. Kẹo vương miện là tuyệt nhất. Wow, hay thế. Trò này thành công rồi, mừng rớt nước mắt. Để dành lát ăn tiếp vậy. Được rồi, ai tiếp đây? Giang tay nào. Ôi trời, người ta kiểm tra khắp người kìa. Tụi mình phải làm gì với đống kẹo này bây giờ? Phải giấu kẹo đi thôi. Hey, tới cậu đây bro. Cậu đùa đấy à?
dám cầm kẹo thế kia. Phải, chờ một xíu. Hãy xem màn ảo thuật tuyệt vời này. Ta-da! Kẹo đã biến mất và nó xuyên không sang bên kia. Wow, cậu làm thế nào mà hay vậy? Nhưng thôi được đây. Chúc buổi tối vui vẻ. Sao cậu có thể cho anh ta lấy kẹo của tôi chứ? Ừ, nhưng nhìn này, làm thế để anh ta không biết mình và Hai Thanh. Kẹo ngon dã man con ngan. Dừng lại ngay. Gì kia? Cái này để thay cho quả cầu disco đấy mà. À, vâng. Vậy anh vào đi. Sao cậu lại mang quả cầu disco tới làm chi? Không phải quả cầu disco đâu. Là thế này nè. Trước hết, tớ lấy một trái dưa hấu tròn to. Rồi tớ xịt sơn bạc ăn được lên quả. Tớ phủ đều luôn làm quả sáng lấp lánh. Sau đó tớ sẽ cần dùng tới các hình vuông giấy bạc. Tớ dính các hình vuông ấy trên vỏ thôi. Cũng phải dính toàn bộ quả luôn. Và úm ba la, dưa hấu disco mở ra. Có ai ăn dưa hấu không? Oh wow, mát quá. Phải có đủ nước nếu chúng ta muốn quẩy cả đêm chứ. Từ từ đã, cái gì kia? Tôi đến để thay quả cầu disco. Tôi là thợ sửa chữa. Nhưng nếu anh là thợ sửa chữa thì... Cái cướp này lạ thế. Hai, em vào trong được chứ? Này, cấm đồ ăn và đồ uống. Nhưng em có mang gì đâu. Đang nhai kẹo cao su còn gì. Cái đó cũng tính, nhổ ra mau. Được vào vậy chưa hả trời. Dừng lại, để anh quét đồ ăn đã. Không biết sao mà thấy em đáng nghi. Tóc em. Ôi không. Vẫn đáng nghi. Chờ đó đi. Kính lúp sẽ tìm ra mọi thứ mà em đang giấu. Được rồi, anh đã khám xét xong. Em có thể vào trong rồi. Phiền chết đi được. Cướp này nhộn nhịp quá. Và tất nhiên mình có snack bí mật. Starburst, rất dễ để nặn kẹo này. Vậy đây mình dán chúng lên móng tay giả. Khi đã mở khuôn rồi mình sẽ gắn móng giả lên. Chỉ vậy thôi là mình đã có bộ móng kẹo ngon lành. Một miếng kẹo cho mỗi ngón tay. Và cả ngón cái nữa chứ. Bộ móng đã xong và mình sẵn sàng quẩy tới mắt rồi. Mầm mầm chút snack nào. Của ta mới. Ăn cả móng tay sao? Hả? Ghê quá. Chúng mình chuồn lẹ đi. Từ từ. Chờ xíu nha, em cần trang điểm nốt đã. Ok, xong rồi đó ạ. Xem nào. Ôi trời đất, tôi kẹt xe nên đến muộn. Cậu có mỹ phẩm à? Cho tớ mượn nhé, đi mà, tớ tả tơi đây này. Không, xin lỗi nha, không cho cậu mượn được. Bạn bè gì kỳ cục vậy trời. Sao cậu có thể để tớ tả tơi thế này chứ, đưa đây đi mà. Thật đấy hả? Giúp tớ một tí mà khó thế sao? Hả? Sao chả dùng được gì hết trơn? Hình như mỹ phẩm của cậu. Hiểu rồi nha. Cái cô kia mới liếm mỹ phẩm sao? Thôi thôi vào đi. Kinh thật đấy. Hóa ra cậu lấy kẹo làm mỹ phẩm giả. Người đâu mà thông minh thế. Chuẩn thế mới lén mang vào đây được chứ. Ngon ngon, kẹo thơm quá. Quẩy đêm phải thế này mới đã. Này, cấm đồ ăn nhé. Đi đi, bao giờ ăn hết thì quay lại sau. Được rồi, để xem anh có giấu gì không nhé. Ui, thôi xong, anh ta mới thấy kẹo của mình thì toi. Ở kìa, vòng cổ, mình có cách hay rồi. Chuẩn, cách này chắc chắn sẽ thành công.
Voilà, vòng cổ thế này đã đủ hoành tráng chưa? Để tôi xem nào. Ổn cả, mời cô qua. Vào trong thành công. Mầm mầm chút kẹo nào. Cậu ấy mới ăn vòng cổ sao? Cậu cũng thấy chứ. Nè, cho chúng tớ ăn vòng cổ với. Ok luôn. Của các cậu đấy. Cảm ơn nha, ngon ghê. Ồ, nam thần của lòng em. Đúng đó, chúng tôi có chính sách cấm đồ ăn và đồ uống. Tôi phải kiểm tra trước khi cho bạn vào. Ơ, gì vậy nhỉ? Ổn rồi, mời bạn vào. Tiếp theo, chị ấy sẽ tịch thu Skittles của mình mất. Khoan, chiến binh râu ria. Anh ấy là cứu tinh của mình. Mình sẽ cần một bộ râu giả và tất nhiên kẹo nóng. Mình sẽ vẽ một đường hình mặt cười lên, rồi gắn một mảnh vải khác vào. Vậy là có một chiếc mũ túi nhỏ, quá hợp để dựng Skittles. Trên đường này chưa thấy ai thông minh như mình. Râu dán vào, kẹo được giấu, quẩy lên thôi. Chờ một chút. Ôi trời ơi, là chiến binh râu ria. Xin mời vào. Oh yeah, đã vào club thành công. Nè, râu đẹp đó. Thật à, giờ còn có kẹo nha. Chà chà, bá đạo đấy. Cho tôi với. Được luôn bạn ơi. Hey bro, không được đưa kẹo cho bạn gái tôi. Xin lỗi, cậu ăn không? Wow, cảm ơn bro. Không có kẹo là xém chút nữa bị ăn đấm rồi. Lối vào ở đây. Dừng lại. Đưa đồ ăn và nước cho tôi đi ạ. Cho tôi xem cả trong túi của cô nữa. Ui không, anh kia kiểm tra gì mà kỹ quá. Phải làm sao đây? Ê, kẹp tóc của cậu ấy khiến mình nảy ra một cách. Chắc chắn trò này sẽ hiệu quả. Đây rồi nè, trái tim kẹo dẻo trên kẹp tóc. Được rồi, tớ bé. Để anh kiểm tra xíu nha. Ổn lắm đấy, bé vào đi. Vào chắc rồi, mâm mâm thôi. Ê gái, ăn kẹo không nè? Cảm ơn cậu nhiều, cậu dễ thương quá. Có thấy không? Không thể nào đi qua được đâu. Bảng màu mắt hả? Cho nát tan dưới gót giày luôn. Ở đây cấm tiệt mỹ phẩm. Ủa, có người đến rồi. Hình như cô ấy là một nhân vật quan trọng. Cho chúng em xin chị ký đi ạ. Nơi này có vẻ an toàn, không phát hiện thấy mối nguy hiểm. Đỉnh ghê, cô ấy ngầu quá, tuyệt vời ông mặt trời. Có chuyện gì vậy, nhìn thấy mối nguy hiểm. Quan quan đã, từ từ, không nhanh nghĩ đâu. Mối đe dọa được xử lý xong. Mệt cả người. Không tin nổi tôi phải bước qua cánh người này. Cô ấy đâu rồi, mình muốn xin chuyện ký. Cảm ơn các bạn đã đến, các bạn là tuyệt nhất. Xin gửi đến mỗi người một nụ hôn. Hả? Thôi chết, son le mất rồi. Không đánh son nhột nhạt lắm. May mà mình đã có kế hoạch bí mật. Chỉ cần nhấc phần đầu của mic lên, mình giấu son môi trong này, dặm lại thôi. Quá ổn, chắc đủ rồi đó. Tiếp tục trình diễn nào. Bài này lúc nào cũng thật tuyệt. Đèn bị sao vậy trời? Mình đang gặp nguy hiểm sao? Ủa, gì vậy? Ai đó? Chào đằng ấy, sẵn sàng quẩy banh nóc chưa? Yeah!
Trời đất, chơi guitar cháy thế mới đã. Đỉnh của đỉnh, đi làm thế này vui quá. Woo, quẩy lên với tay chơi guitar xuất sắc này. Cô ấy không để ý nhỉ? Đúng rồi, mau truyền vào đường này cái đã. Khoan, bạn ấy đâu rồi? Chán ghê. Thành công rồi, dễ nhàn kẹo. Và hé lộ bộ trang điểm đỉnh cao nè. Phải dặm lại son dưỡng mới được. Đã đến lúc cháy hết mình. À, đôi khi công việc này thật nhàm chán. Ô, có người đến kìa. Để xem nào, em biết quyết định chứ. Ở đây có mỹ phẩm. Hả, em á? Tất nhiên em không có đồ trang điểm gì rồi. Chà, đừng nghĩ nói thế mà chị tin ngay nhé. Túi này á? Cứ thoải mái kiểm tra đi. Để xem nào. Khoan đã, em nghĩ mình là ai chứ? Đưa đây cho chị, ngay lập tức. Ôi vâng, cái này ấy hả? Nhật ký của em á? Đây là điện thoại ạ. Và đây... Đây hả? Là phấn mà em đang cố lén mang vào chứ gì? Vâng, vâng, em xin lỗi, em sẽ mang hết đi. Chán, không ngờ mình lại bị bắt. Mà khoan đã, nhật ký của mình chuẩn không cần chỉnh. Mình sẽ cắt một phần ở giữa các trang ra. Ổn rồi, chỉ cần vậy thôi. Hình chữ nhật hoàn hảo. Và mình sẽ lấy hết các trang giấy ra. Mình đã chuẩn bị sẵn một mảnh vải xinh xắn. Vải lấp lánh là đỉnh nhất. Giờ thì mình chỉ cần bỏ mỹ phẩm vào nhật ký thôi. Xong, đóng nó lại nào. Và bên trong được rồi, mình có thể mở mỹ phẩm ra. Dặm thật nhanh và nhảy nhót tiếp thôi. Phần đầu hàng có chuyện gì vậy ta? Ôi không, có biển cảnh báo kìa. Cầm mỹ phẩm sao? Nhưng mình đã chót mang theo mỹ phẩm rồi. Kim tuyến nè. Mình phải tìm cách xử lý chuyện này thôi. Khoan, mình sẽ giấu vào trong váy. Váy mà, làm sao mà đựng được cái gì cơ chứ? Mình phải tìm ra một cách khác thôi. Hai, em có vé đây. Ừ, thấy rồi, nhưng em có giấu đồ trang điểm trong người không đấy? Để chị kiểm tra đã. Ok, không có gì khả nghi. Em vào bên trong được rồi, chơi vui nhé. Nhạc trong club này đỉnh thật đó. Có ai nhìn không nhỉ? Không à, vậy thì trang điểm nào, mình sẽ tháo giày ra. Và bỏ phần nắp ở trên gót ra. Ta-da, kim tuyến lấp lánh nè. Chấm một chút lên má. Xuất sắc, mình thích kiểu này. Kim tuyến vàng là nhất. Kim tuyến cho mọi người nè. Con nhỏ làm gì mà lâu thế chứ? Ê, phù, xin lỗi tôi đến trễ. Nhưng mà cậu mặc gì vậy trời? Cả mặt nữa. Thì chùm mũ vào là được chứ gì. Thôi nào, không cần vậy đâu mà. Cứ vào trong và vui chơi thả ga đi. Xin chào, vé của tụi em đây. Cảm ơn. Wow. Úi trời. Chà, hai em vào thoải mái đi. Hey, club này ổn quá nhỉ. Đừng sụ mắt nữa. Để tớ ạ. Nhìn tớ chuẩn bị gì trước khi tới đây này. Tớ cạo phấn cho vào một cái bát nhỏ. Rồi tớ lấy chai nước rửa tay và xịt vào. Xịt đủ rồi thì khuấy đều lên là được. Khuấy cho mịn thế này nè. Vậy là dùng được rồi. Mau lấy cái cọ trang điểm nào. Rửa sơn lên móng tay thật đều nhé. Giống hệt như sơn móng tay ấy. Màu này chính ra hợp ghê. Ok, cậu sẵn sàng chưa? Tớ có thể chà nhẹ móng lên mí mắt. Wow, màu hồng hợp với cậu quá. Nhảy thôi. Mình sẽ nhét tất cả đồ trang điểm vào trong áo. Hai, em vào được không? Vé đây ạ. Đứng yên ở đó. Giơ hai tay lên nào. Vâng ạ. Quá trời mỹ phẩm kìa, biết ngay mà. Chúng tôi có chính sách cấm mỹ phẩm rất nghiêm ngặt. Vâng, được thôi, em hiểu rồi. Lát nữa em quay lại. Ao, mình không được giơ bảng này mạnh quá nữa.
Ok, đầu tiên mình sẽ dính đồ trang điểm lên cánh tay và quấn băng gạc khắp cánh tay luôn. Mà thôi đi, đã thế quấn hết người luôn. Chị ấy tưởng có thể ngăn mình mang mỹ phẩm vào sao? Cứ chờ mà xem. Ok là, trông mình ổn phết rồi đó. Xin chào, bé đây ạ. Cảm ơn nhé, mời cô vào. Tuyệt, thành công rồi. Ủa, gì vậy má? Đi thì để ý chú chứ. Được rồi, có ai đang nhìn mình không ta? Không à, vậy thì trang điểm xíu cho xinh. Ok là, giờ thì quẩy lên nào. Hàng còn dài không to. Ui không, mình sắp hết thời gian rồi mà chưa trang điểm xong. Ổn đấy, tiếp theo. Cô này ok, mời qua. Tiếp theo. Ôi không. Ôi không là đúng đấy. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là ôi vậy à. Ôi da, không phải, tôi nhầm. Đây cơ. Ồ, gấu tên đi nhỏ đáng yêu quá. Hả? Ôi trời, không phải con gấu này. Đây, ý tôi là cái này. Ở đây cấm mỹ phẩm nhé. Nhiên chưa đánh mắt xong mà. Phải làm sao đây? Mà khoan đã, chờ em xíu nha. Hai giờ em vào được chứ nhỉ? Chà, để tôi xem cái đã. Để tôi nhìn cô gần hơn mới được. Mà ơi, chị ấy nhìn mình gần quá. Ổn đấy, xinh lắm đó. Em vào trong chơi đi. Tuyệt, mãi mới được vào. Chị ấy bị lừa rồi. Ok là, tháo bông tai ra nào. Giờ trang điểm nốt mắt còn lại cho đỡ chột. Hiểu, xinh hơn hẳn luôn. Đêm còn dài lắm, quẩy thôi. Từ từ nào, có chuyện gì ạ? Kẹo này, đừng hòng mang kẹo mà qua mặt được tôi nhé. Xấu hổ thế chứ, quên tôi, mẹ sẽ bực lắm cho xem, phải trốn ngay thôi. Cậu này không có vấn đề gì. Wow, dã man. Chào mấy anh. Nào nào, tránh đường. À, cảm ơn anh nha. Khép miệng vào đi. Cảm ơn đẹp trai. Em ấy xinh quá. Mình cần vào trong đó. Cậu tưởng mình đang đi đâu hả? Hết chỗ rồi. Hả? Nhưng nãy anh định cho tôi vào mà. Mình mê bài này. Nhưng nhảy một lúc thấy đói ghê. May mà mình có snack đây. Làm đệm ngực snack ngon ngon với bóng bay nào. Đổ sô-cô-la trắng đã nấu chảy lên nhé. Phủ phần trên của quả bóng và để sô-cô-la cứng lại nè. Sau đó đổ sô-cô-la sữa tan chảy lên. Một lần nữa phủ kín phần trên của bóng. Và để cứng lại. Khi đã xong, lật quả bóng lại. Và bùng. Bát sô-cô-la ngon hết sảy đây. Và mặc vào thôi. Đúng là cách của thiên tài mà. Ôi không, phải giấu nhanh thôi. Này, có nhớ anh không? À, chào anh. Anh ta làm gì vậy? Mình còn ăn kẹo. Anh ơi, anh có thể lấy giúp em ly nước không? Suýt thì lộ. Đây rồi, ngần xỉu bà con ơi. Ăn không ngừng được. Anh về rồi. Sao nhìn em thấy khang khắc thế nhỉ? Cảm ơn anh nha. Cô ấy. Lại một đêm yên tĩnh nữa. Quan đã. Xoay một vòng đi. Tôi cần kiểm tra cặp của cậu. Có cần phải như thế không? Bảo gì thì làm đi. Khéo khéo keo. Đúng như mình nghĩ. Cậu định giải thích sao đây? Không phải cặp của tôi. Chào. Đừng lãng phí thời gian của chị. Có đồ ăn không? Không, không có. Có phải... Ủa? Ờ, như này là sao ta? Không hiểu thế này là sao nữa. Sao không mở được nhỉ? Thành công rồi. Ok, có vẻ ổn cả đấy ta. Em có thể vào trong. Có gì đó sai. Cậu muốn cái gì?
trời, quá trời đồ luôn. Cho em snack khoai tây đi ạ. Rồi tiền của tôi đâu? Chuẩn bị mà hết hồn đi nè. Đúng rồi hả? Mình làm gì có tiền? Này cậu dị thế. Ê, xem tớ có gì này. Khoan đã, túi snack thần luôn đó. Xin nha. Ngon đúng không? Nhảy nào. Tôi muốn vào trong. Cầm mang kẹo. Rồi, cầm đi. Cái gì cũng cấm. Hai. Gì vậy? Đã nói là cấm mà. Cấm đấy nghe chưa? Sao cũng được, cậu cầm đi. Vừa lòng chưa? Sao lại đưa mình kẹo bông? Nói lần cuối nhé, cấm ăn kẹo. Đâu phải của tôi đâu. Làm gì với nó bây giờ? Đừng có nhìn tôi. Chả ra làm sao cả. Mình đã có cách rồi. Lông thú thật là mềm. Giờ tôi vào được chưa? Được chứ, mời vào. Cảm ơn. Cuối cùng cũng ở trong club rồi. Và mình còn có kẹo bông nữa. Ngon hết nát. Và thời trang nữa. Cứ như ăn mây ấy. Ngon ngon. Wow, phải chụp ảnh lại đồ ăn vụng này thôi. Hả? Này, anh bạn ơi, cho anh xem cái này này. Hả? Không phải lông sao? Giận tím người. Cách này hay thật đó. Hay lắm, đưa cho tôi. Hả? Gì? Tôi không dại nhé. Dài quá. Làm ngứa hết cả họng. À, anh có sao không? Đây có phải kẹo bông đâu. Úi chà. Đây, vẫn như mới nhá. Chơi vui vẻ nhá. Kinh quá. Không thức ăn nào qua mặt tôi được. Không có ai nhỉ? Nhảy nhót ngầu quá. Nghiêm túc. Chào. Wow, để tôi xem xét cậu đã nhé. Gì đây? Bỏ túi ra xem nào. Mì của tôi. Thật luôn? Không. Coca thì được, đồ ăn. Không. Có thấy biển báo không? Quy định thì đành chịu thôi. Mẹ ơi, con biết rồi. Con sẽ về sớm mà. Ồ, Coca. Anh gì ơi, quên ạ. Tự nhiên mình nghĩ ra cách hay. Có vẻ mình lại được ăn mì rồi. Lấy một ly Coca rỗng và ly mì của bạn. Cho ly mì vào bên trong ly Coca nhé. Tiếp theo, nhét dĩa vào nắp nè. Chết luôn. Hả? Tôi không nhảy nhá. Giờ tôi vào được chưa? Coca thôi à? Dù, mời vào. Không tin nổi là trò ấy hiệu quả. Vừa quẩy vừa mâm mâm mì ngon nào. Ui, quá xá. Hình như có mùi mì. Ủa, từ từ, cấm đồ ăn. Được. Dừng lại. Cô cầm gì vậy? Này hả, kẹo thuế mà. Không phải tối nay. Có gì to tát đâu. Bây giờ thì sao? Nhìn đống tiền này nè. Tiền tươi thấp thật đó. Cho anh cả đấy. Cho tôi. Không. Đồ xấu tính. Tốt, mẹ đi rồi. Ồ, có tin nhắn. Không tin nổi là hắn làm thế đấy. Ồ, cơ hội đây rồi. Dừng lại. Ôi không! Nếu tôi chỉ gần đến rồi. Cứ ở đấy mà la đi. Gì mà căng. Mà chờ chút. Mình đã nghĩ ra cách rồi. Lại cô nữa. Đã bảo không được mà. Cho anh đấy. Tôi á?
Cảm ơn. Mời cô vào. Thành công rồi. Thông minh chứ ạ. Kẹo nè. Nghề này được phết. Ê gái ơi, vòng cổ của cậu đẹp quá. Wow. Tớ biết mà, đặc biệt lắm luôn. Ờ, xem nè. Lại còn ngon hết sảy nhá. Wow, cho tớ thử nhé. Cứ tự nhiên. Ngon ghê. Wow, kẹo quá trời quá đất. Sao mà lâu quá vậy? Cấm đồ ăn. Điên hết cả người. Căng quá, phải giấu đống kẹo này thôi. Mũ đẹp đấy. Mình có ý này. Thật nhẹ nhàng thôi. Giờ thì đổi nhanh nè. Gì vậy ta? Chắc không có gì rồi. Bắt tay vào việc nào. Hãy đặt kẹo vào quanh vành mũ như thế này nhé. Đúng vậy. Giờ thì đổi cái mũ. Ủa? Thế là sao? Mình nên đội mũ thường xuyên hơn. Khoan, tốt nhất đừng có mang đồ ăn đấy. Rồi, mời anh vào. Đứng lại. Ok. Mình nhảy đỉnh của chóp mà. Mau mắm sách thôi. Điệu nhảy nghe lắng ngả và nghiêng. Đừng có né mà. Chào. Chào, chắc mình nhảy đẹp quá. Cố lên. Mình thật danh mà. Được rồi. Hết sảy con bà bảy. Ơ kìa gì đấy. Tôi đang nhảy với ảnh mà. Biến đi. Hello. Wow, wow, có chuyện gì thế này? Ôi trời ơi, hình như chúng mình sẽ tham gia thử thách đấy. Burger nè. Hả? Xem đi. Bam. Nhắm trúng mục tiêu. Tới cậu đó. Cái đó dễ ẩn mà. Cậu thấy chứ, tớ đập cũng đỉnh ghê. Chào cả nhà, cùng xem cái này nhé. Ôi trời đất, mì ramen bằng vàng này. Mầm mầm thôi cả nhà ơi. Thơm nức mũi luôn, mùi dầu ấy. Wow, ok, để xem mình có gì nào. Chỉ là mì ramen khô thôi à? Chán ghê. Cả nhà ơi, mình có nên cho đá quý vào ramen không? Bát ramen này càng lúc càng đỉnh. Thêm chút đá vàng nữa chứ nhỉ. Mình sẽ rắc lên trên chỗ đá quý trong bát. Mấy viên to này trông sẽ lộng lẫy lắm đây. Mình cũng có thể trang trí cho ramen của mình. Ai cần đá quý khi bạn có kẹo chứ nhỉ. Sau đó, mình sẽ thêm gel kẹo. Màu tuyệt quá à. Và ở trên cùng là marshmallow. Xem nào, nước đủ nóng chưa ta? Ong ong. Rồi đó. Giờ thì đổ nước và bắt đầu nấu ramen thôi. Chuẩn bị sẵn đôi đũa luôn. Và mắm mắm thôi. Thử một miếng trước xem có ra gì không nào. Được rồi, mình có nên thử không? Au, răng tôi. Không thể ăn được nữa. Chà chà, một miếng dưa hấu to đùng. Wow, tớ cũng có dưa hấu nè. Dẻo dai nghịch vui ghê. Mê rồi nha. Wow, mình sẽ thử lại lần nữa. Vui quá. Cậu có thấy không? Vui cực kỳ. Dưa hấu nhìn đỏ ghê, ăn thôi. Quá trời hạt vậy. Lại hạt nữa. Ăn dưa thì ngon đấy nhưng cứ nhai phải hạt thì mệt thật. Nhưng mà trái này nhiều nước và ngọt ghê. Bắt đầu thể hiện tài năng nhổ hạt nào. Cậu không nhìn hả? Tôi đang ngồi đấy mà. À thế à? Chán nhỉ. Ai lấy cái này đi dùng? Có gì ngon hơn không?
cảm ơn. Thế này ổn áp đó. Dài dài. Wow, nó giãn quá nè. Ồ, mình sẽ rách mất rồi. Hả? Cậu ấy đang ăn gì không biết? Kẹo dẻo của tớ. Ồ, chúng mình có gì tiếp theo đây? Nhảm tí coi sao. Bánh nhiều lớp đẹp quá à. Háo hức ghê. Ôi, chà chà, mềm quá. Wow, mình cũng muốn ăn một miếng bánh. Oh, yes, 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 yes. Cầu được ức thấy rồi. Thì ơi ăn nào. Mà khoan đã, nhỏ quá nó không có đã. Quay lại ngay đấy nhé. Ngon tuyệt cúng nhèo. Ô này. Sao cô ấy bỏ đây? Chắc không muốn ăn rồi. Mình ăn kém một miếng nhỏ thôi. Chắc không sao. Thêm xíu nữa thôi mà. Thìa to cỡ này ăn bánh mới đã chứ. Hử? Gì đây? Vụn hả? Trời ạ, à, cô ấy ăn trộm hết sạch luôn. Không thể tin được. Mình còn chưa được ăn. Nhưng mà có trò hay rồi đây. Mình có một miếng xốp và sẽ cắt nó thành hình tam giác. Và giờ thì bóp chút sơn lên trên miếng xốp. Vừa đủ để phủ hết bề mặt thôi. Ok, giờ thì phết sơn ra, giả làm kem. Phải phủ thật kỹ để không làm lộ xốp mới được. Giờ thì rắc cốm lên trang trí cho giống bánh thật nào. Ổn rồi nè, trông xinh ghê đó. Mình sẽ làm cho bánh trông còn tuyệt hơn. Sơn các sạc vào các mặt của bánh nhé. Vì mình muốn làm cho giống bánh nhiều lớp lúc nãy. Tuyệt cú mèo. Cậu ấy sẽ hỏng được một bài nhớ đổi. Bánh này thơm nức mũi luôn. Cho tớ ăn với. Đi mò. Bánh á? Nhưng chỉ một chút thôi đấy. Yes, nhìn bánh đã biết là ngon rồi. Trông đỉnh quá ạ. Gì vậy má? Quỷ gì đấy? Đâu phải là bánh. Dẻo dẻo dai dai nè. Ê, bóp thế ghê. Thích hơn là ăn bánh ấy. Giờ thì đến thử thách tiếp theo. Wow, pop it nè. Nghe nói đồ chơi này hay lắm. Chơi cái này vui quá. Mị thinh rồi đó. Giờ mình có gì nào? Hả? Gì đấy trời? Một viên kẹo gấu dẻo. Chà chán như con gió luôn. Nhưng kẹo gấu dẻo ăn ngon mà. Hả? Wow, thêm kẹo gấu dẻo nữa này trời ơi. Thử lại xem sao. Yes, hiệu quả này. Mình còn muốn nhiều kẹo gấu dẻo hơn. Kẹo nhân lên nhanh quá. Nó biến thành một núi kẹo gấu dẻo luôn. Ê, nhìn đi nè. Trông cũng được đấy. Cậu ấy được cả Poppit. Mình có ấy hay nè. Ok, mình cần lấy chảy kẹo gấu dẻo và lấy Poppit. Giờ thì chỉ cần đổ kẹo đã chảy vào trong Poppit thôi. Mình nấu chảy riêng từng màu nên chắc sẽ đẹp lắm. Ok, và giờ mình đặt một que gỗ lên trên và để khô. Xong rồi nè, kẹo mút gấu dẻo ra là. Mình chỉ muốn thử ngay thôi. Tuyệt vời ông mặt trời. Thử cắn một miếng xem sao. Dài quá trời, vui miệng ghê. Wow, thích thật đó. Đúng là món ngon tuyệt vời. Tụi mình mở cùng nhau nhé. Wow, kem trông xịn sò quá này. Tuyệt quá, tớ được cát tạo khuôn nè. Tớ sẽ dùng chày để nghiền cát với nhau. Ok, thêm một quả bóng nữa nè. Ok là, giờ thì đổ cát ra khỏi ly thôi. Ôi, các tầng cát đẹp quá. Kem ngon thế này không ăn hơi phí. Và xem sức mạnh của bàn tay nào. Wow, cát bở ra nhìn thích quá. Ôi chà, hay thật đó. Kem chảy xừ mất rồi. Chảy hết thành nước rồi. Ghê quá. Chán như con rán. Chà, nhưng bỏ thì phí. Nếm thử một xíu xem nào.
Wow, húp một ngụm luôn cho đã. Chuẩn, thơm ngon hết ý luôn. Kéo búa giấy. Tròn thế, thua rồi. Yes, sẵn sàng nào. Tôi sẽ nhòm xem có gì. Rắn à, biến đi đi trời. Kinh quá, chạy, chạy đi. Hả? Nó không động đậy gì. Chờ chút đã. Nó không phải rắn thật đâu. Ôi, nhẹ hết cả người. Sao cậu không mở của cậu đi? Được. Ok, tôi mở đây. Ôi, giận hết cả mình. Nhưng để nhìn kỹ xem sao. Chuẩn, là rắn kẹo dẻo đó. Ngon tuyệt cú mèo. Wow, trông đúng là ngon thật nhỉ. Mình thấy hơi bị ghen tị rồi đấy. Đủ rồi, mình sẽ ăn đầu bên này của con rắn. Gì vậy má? Ăn của người ta hoài. Sao không tự ăn của mình đi? Ngã đập mông luôn rồi. Lưng tôi. Tất cả là tại cậu đấy. Cũng hên là còn chút kẹo để măm măm. Dặm lại lớp trang điểm cho xinh nào. Chút má hồng dễ thương nè. Cọ đâu rồi ta? Phải rồi, cái này dùng được đó. Cậu ấy sẽ chẳng biết mình bị mất tóc đâu. Mình sẽ dính vào bút chì làm tay cầm. Ba là cọ trang điểm tự chế. Này, bọn mình đi được chưa? Rửa tay thôi nào. Xà phòng này thơm thật đấy. Xà phòng trơn quá. Bắt được rồi. Đừng có giỡn thật nha. Kìa, xà phòng đứng im một chỗ đi mà. Không còn trơn trượt tùm lum nữa. Ôi trời đất, sao lại thế được chứ? Được rồi, phải có cách xử lý vấn đề này chứ. Cái khay. Chuẩn rồi, vào trong này đi. Nhà mới của xà phòng đó. Này, sao vậy trời? Xà phòng này chảy nhớt ra kinh quá. Mình ghét nó như thế này. Ghê quá, mình không muốn dùng nó nữa. Không sao, mình sẽ lấy một thanh mới. Nếu cho vào khay thì nó lại chảy nữa. Nghĩ đi Jennifer nghĩ. Biết rồi nè. Đã đến lúc triệu hồi keo nóng thần kỳ. Một hình chữ nhật với một khe hở hướng vào bồn. Tạo bài đường ngoằn nghèo như con giun nữa nè. Và thế là quá chuẩn. Giờ thì rửa tay xinh nào. Cục xà phòng mới thích thật đó. Và xà phòng có thể nằm ngay đây. Hiệu quả rồi, nước đang chảy ra kìa. Giờ xà phòng sẽ không bị chảy hay trôi xuống bồn rửa nữa. Giải quyết xong vấn đề, mình đúng là thiên tài. Loại phấn phủ mới này đỉnh ghê. Và giờ tới bút chì kẻ mày. Chỉ cần tô mè cho thật sắc nét. Ôi, trông khác nhau một trời một vực. Phải sửa lại mới được. Giờ trông còn xấu hơn. Lại phải chỉnh lại bên này cho giống bên kia. Ashley, làm gì mà lâu vậy? Lông mày tớ, bó tay chấm cơm luôn. Sao cậu lại vẽ được thế chứ? Không vui đâu, tớ phải vẽ lại từ đầu đây. Không sao đâu mà, để tớ giúp. Đây, đưa tớ bút chì nào. Bí quyết là dùng cả nhíp nha. Để tớ chỉ cho. Dùng bút chì tô lên phần đầu của cái nhíp. Được rồi, giờ thì dùng nhíp để vẽ khung cho lông mày của cậu nè. Wow, hiệu quả được chứ. Nó giúp phần chân và đầu mày đều nhau. Giờ thì tạo dáng và tán chì ra đi. Cách này đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Wow, không ngờ đẹp vậy luôn. Cảm ơn cậu vì pha giải cứu thần giờ nhé. Không có gì mà. Ôi, tụi mình muộn giờ mất. Yay, tắm bồn xà phòng thôi. Được tắm bồn siêu dễ chịu luôn. Có máy tính bảng đây rồi, ngâm mình thôi, nằm xem video là sướng nhất. Thêm đồ uống nữa là chọn bộ combo. Kênh này có nhiều video dễ thương dã man. Ồ, hết mất rồi. Đặt tạm máy tính bảng ở đây đã. Được rồi, đổi thêm fan ta nào. À, máy của tôi. Đố mất rồi, mình phải cứu nó. Bồn tắm đầy xà phòng, chờ cả ngày để được nằm xem video. Nhưng rơi máy tính bảng xuống nước là xong luôn. Phải có cách gì đó an toàn chứ nhỉ. Ê, cái móc áo. Đó chắc chắn là giải pháp rồi. Mình sẽ treo ở đây và lấy túi zip. Túi rất chắc chắn và còn chống thấm nước nữa chứ. Giờ thì kẹp vào móc áo thôi nè. Xuất sắc, cứ như dàn chiếu phim của riêng mình ấy. Đi kèm bong bóng và ống hút sang chảnh nữa. Giờ thì xem video thôi. Ướt như chuột lột rồi. Người ướt nhem. Xem tóc tai này, cả cái mặt nữa. Mưa to như chút nước ấy. May mà mình nhớ mang theo ô. Đời thật bất công. Ôi trời ơi, sao vậy trời? Mưa làm tớ tàn tạ luôn đây này. Khổ thân. Tóc cậu thực sự cần phải sấy khô đó. Nè, chờ chút nhé. Tớ mới nghĩ ra cách này hay cực. Nhìn này, máy sấy tay ở ngay kia. Cúi đầu xuống dưới đi. Kiểu gì cũng hiệu quả, tin tớ đi. Tốt, đúng rồi, để máy sấy tóc cho cậu. Đỉnh quá, tóc tớ khô rồi này. Đó, đã bảo mà. Lại xinh xắn rạng rỡ rồi. Tắm buổi sáng chứ tỉnh người nào. Nhưng vẫn phải giữ tóc cho khô. Và đây là bông tắm trà người. Người mình sẽ đầy bọt mịn. Được rồi, chừng ấy là đủ. Chà chà chà, gian sạch thế nhẹ cả người. Mình không với ra sau lưng được. Cố lên, chỉ cần với. Khoan, hay là mình dùng tường nhỉ? Không, chả ăn thua gì cả. Vậy nếu mình... Ố là la, lại đây nào xuống bắn keo. Mình sẽ vẽ mấy đường ngoằn ngoèo. Chuẩn, tạo thêm vài chấm nữa. Kể ra họa tiết này cũng đáng yêu đó chứ. Ok, chắc dùng được rồi đó. Để xem có hiệu quả không. Chà, không tệ. Mình đang trà lưng mà không cần dừng tay. Tuyệt, ở đây không có ai. Tớ đang rất cần đó. Này, tớ đây. Vừa đúng lúc. Chu môi nào. Đứng im nhé. Tuyệt vời luôn. Mình xinh chưa? Xinh tuyệt, tự tin hơn hẳn. Tôi tóc dở hơi thật. Chúng ta không cần nó nữa. Cả lớp chú ý nào. Nội dung này sẽ có trong bài kiểm tra. Mình ghét giờ toán. Cô đang bận viết bài. Cơ hội đến rồi. Đâu mất rồi. Môn toán vô cùng thú vị hả? Cố lên. Được rồi. Ashley. Oh.
Dạ, em đang làm gì vậy? Dạ, không ạ. Tập trung vào bài đi. Suýt thì tòi. Mình phải nhanh tay thôi. Không, không phải rồi. À ha, không ai nghi ngờ gì luôn. Ashley, đặt tay lên bàn. Vâng, đây ạ. Đừng có hí hoáy nữa. Chà, cô khó tính quá. Nhưng cô không nhắc gì đến chân mình. Tập yoga đúng là có lợi. Gần được rồi. Khó ghê đấy. Ôi không. Lại nữa hả Ashley? Tiếp tục nào. Ok. Suýt thì toi. Nhưng may mà mình lấy đặc son rồi. Khoan đã, hộp bút chì này có thể hữu ích nè. Chắc sẽ ổn thôi. Lấy nắp và bút chì trong hộp ra. Phun keo lên đầu của một mảnh bút chì. Rồi cắm phần đầu đó của bút chì vào nắp. Lặp lại với toàn bộ bút chì. Làm cho đến khi dính kín nắp. Rồi cho đồ trang điểm của bạn vào trong hộp. Chỉ lấy những món cần thiết nhất thôi nha. Sau đó đóng nắp vào. Hộp make up của riêng mình nè. Và không ai phát hiện ra. Này, mỹ phẩm mà bôi. Ta có mọi thứ cần thiết ở trong này. Dặm nhanh thì chỉ cần thế thôi là xinh rồi. Thông minh đúng không? Tớ thích mẹo đó ghê. Tớ đi mua sắm và chọn được màu mắt tinh xỉu. Ghen tị quá nhờ. Cậu muốn xem không? Nhìn này, đẹp đúng không? Mấy màu này đẹp quá. Ước gì tớ cũng có. Cậu Dương của tớ cũng đẹp mà. Cảm ơn bồ. Em chào thầy. Các cô gái, các em đến muộn. Có mỹ phẩm á? Có vấn đề gì không vậy? Dạ không, có gì đâu ạ. Em giấu gì sau lưng đấy? Tay em thôi ạ. Khả nghi lắm nha. Cho thầy xem nào. Ồ không, không có gì ạ. Ashley, thả ra. Ok, mỹ phẩm của em. Ashley, thả ra. Nhưng của em mà. Mọi người ơi, hơi kỳ cục nha. Em, đi vào lớp đi. Xin lỗi ạ. Thả ra Ashley. Tốt, thầy mất tập trung. Đúng là con nít. Để giữ gìn bảng phấn mắt của bạn, hãy chuẩn bị một cuốn sách. Dùng một cây kéo để tạo lỗ trên sách. Nhớ là cắt thành hình của bảng phấn mắt nhé. Rồi nhét bảng phấn mắt vào đó. Thế này nè. Trang trí tùy theo sở thích của bạn là xong rồi. Và cải trang cho mỹ phẩm. Đi vào lớp thôi nào. Đứng lại đó. Xoay một vòng đi. Không có mỹ phẩm. Tốt, em có thể vào. Tiện, ý em là... Vâng ạ. Này, cậu có sao không? Tớ đang vui lắm. Wow, đỉnh nhờ. Lấy thêm cái cọ nữa. Và giờ tớ có thể trang điểm xinh nè. Ai biết sách giáo khoa có thể hữu ích thế chứ. Nhìn cậu xinh lắm luôn. Cậu muốn đọc sách không? Cô ơi, em làm xong bài rồi ạ. Thôi nà. Cô sẽ bất ngờ đó ạ. Để xem. Tốt lắm. Quay đi, em xin. Mà em có gì kìa? Dạ, em không hiểu cô đang nói gì ạ. Em trang điểm à? Dạ không, em về chỗ đây ạ. Khoan, xoay một vòng đi. Em không có mỹ phẩm mà. Lạ thật. Ừ, đi đi. Đẹp thì có gì sai. Wow, sao cô ấy xinh như vậy nhỉ? Tự nhiên từ bé đã vậy rồi mà. Họ không biết mình có một bí mật. Tua lại nào. Cô bận rồi, may mà mình đã ém chức. Lấy một cục tẩy và lấy kéo cắt một góc ra nhé. Chúng ta chỉ cần một mảnh nhỏ thôi. Chấm keo vào tăm bông nè. Rồi ấn tẩy vào đầu tăm bông. Sau đó tô mascara lên miếng tẩy. Tôi kiếm luôn nha mọi người. Xong rồi, xịn chưa? Mình sẽ lướt miếng tẩy này trên mí mắt. Và nốt bên kia. Hoàn hảo luôn. Tốt lắm. Mình xứng đáng điểm 10 trên mẹo này. Ngồi đâu đây ta?
bàn đó được kìa. Không, đừng ngồi đó, phải nhanh chân mới được. Tránh đường ra. Mọt xích. Bàn của tớ. Tớ đến đây trước. Tìm chỗ khác mà ngồi. Cậu nói đùa đấy hả? Ok. Thích thì nhích. Ngon thì nhào vô. Hãy chờ mà xem. Cáo búa giấy. Lại nhé. Yeah, thắng rồi. Đồ thua cuộc. Ashley lanh chanh đợt. Cậu định khóc đấy à? Bàn này cực lý tưởng đấy. Ngay cạnh cái folder luôn. Lấy một folder và cắt phần gáy ra. Bôi keo vào folder. Bôi hết từ trên xuống dưới luôn nhé. Dựng thẳng đứng folder nè. Cắt thêm một folder và gắn vào nó. Lặp lại với vài folder nữa nha. Rồi gắn một nửa folder vào cuối là xong. Cách này bá đạo thật. Kho chứa mỹ phẩm bí mật của riêng mình. Cần thứ gì là trong này đều có. Và bạn chỉ cần một chút sáng tạo thôi. Mình phải ngồi đúng chỗ này. Trong lớp cũng phải xinh lồng lộn. Đấy, đẹp rồi. Ôi trời, dư lao. Ghen tị à? Ôi không, có phải mỹ phẩm không? Kính của mình đâu rồi? Em đang tìm bút thôi ạ. Cô tưởng. Thôi không có gì. Phần mắt màu hồng này xinh xỉu luôn đấy. Buồn ngủ chết mất. Chuẩn bị sách vở để học thôi. Này. Cứ tưởng gặp mơ chứ. Hài hương đấy. Nhìn cậu nhân nhàn lắm. Thôi kệ đi. Tớ chả thèm quan tâm nữa. Mình phải giúp cô nàng thôi. Trong đây có gì cho cậu ấy dùng không ta? À hả? Dùng cái này được nè. Khổ thân chưa. Ê, dậy đi. Gì nữa vậy? Cho cậu mượn đấy. Keo hả? Wow, tốt bụng quá ha. Đổ ra đi. Ok, làm như tớ không biết keo ấy. Hả? Có chuyện gì thế này? Là mỹ phẩm à? Đây là kiểu to thuật gì vậy? Nè, dùng cọ đi. Trang điểm xíu đi cho giống người. Ok, nhưng tớ chưa hiểu lắm. Lấy một lọ keo rỗng, rửa thật sạch và bỏ nắp ra. Lấy một lọ kem nền bạn thích và đổ kem nền vào trong lọ. Khi làm xong, hãy đóng nắp lại. Thế là ta có kem nền khẩn cấp rồi. Tớ hiểu rồi, cảm ơn nha. Không có chi. Có sức sống lại rồi, cậu thấy sao? Đẹp. Trả cậu nè.